Xin chào quý vị và các bạn ạ. Hôm nay tôi xin phép được giới thiệu cơ cấu tháo lắp nhanh trên máy xúc lật ZL936 và các model khác, ví dụ như ZL930, ZL940, cần ngắn cần dài. Cơ chế hoạt động của bộ thao tác tháo lắp nhanh thì cực kỳ đơn giản. Quý anh nhá, hãy xem kỹ tay của nhân viên kỹ thuật. Đó, quý anh sẽ thấy. Các anh thấy chưa? Rất đơn giản ạ, rất đơn giản và nhẹ nhàng, không hề khó khăn. Bây giờ kỹ thuật sẽ đóng mở lại thao tác tháo lắp nhanh nhá. Quý anh chỉ cần nhìn kỹ tay phải. Đó, quý anh thấy chưa? Đó. Đấy, chốt mở ra đóng vào. Em ơi, em làm lại lần nữa đi. Đây là chúng tôi sẽ làm lại một lần nữa nhé, để cho quý anh xem cơ chế tháo lắp nhanh một chiếc máy bao gồm gầu xúc, càng lưng, kẹp gỗ, hoạt động thao tác như thế nào quý anh nhé. Đấy, quý anh em đóng mở rất dễ dàng và nhẹ nhàng. Đó quý anh ạ, ra rất bình thường, nhẹ nhàng, không có gì là khó khăn cả. Dạ vâng ạ. Đó, tiếp tục tiến vào thật nhẹ, thật nhẹ, móc vào. Đó, các bạn thấy chưa? Không có gì khó khăn cả. Móc vào, nhưng gầu lên. Rồi, sau đây đóng tay trăng nhỏ bên cạnh. Đó, thế là xong. Các bạn thấy chưa? Cực kỳ đơn giản, cực kỳ nhẹ nhàng. Đấy, chỉ có thao tác đơn giản hai cái tay trăng thôi ạ, không phải dùng một hệ thống gì. Đấy, sau đấy thì đây, hệ thống tháo lắp nhanh đây. Em sẽ quay chi tiết bộ tháo lắp nhanh cho quý anh xem trực tiếp bên em, xem độ dày của tháo lắp nhanh như nào. Đó, quý anh xem. Đấy, chưa? Đóng mở rất nhẹ nhàng, lực. Đấy, thấy chưa? Đấy, quý anh xem đóng mở lực rất nhẹ nhàng. Đó. Đó, thấy chưa? Rồi, đây, đấy chưa? Hệ thống kẹp gỗ hay hệ thống càng lưng hay hệ thống tháo lắp nhanh thì nó cũng chỉ như thế này thôi. Đấy, riêng cái bộ tháo lắp nhanh này phải làm dày và chắc chắn, nếu không một thời gian nó sẽ bẻ và sẽ cong và sẽ gãy hết ạ. Dạ vâng. Quý hàng có nhu cầu mua một chiếc máy mang thương hiệu Lehman, xin liên hệ các số điện thoại chi nhánh gần nhất của quý hàng. Em tên là Thanh, đài thường trú tại công ty cổ phần đầu tư thiết bị 595. Xin cảm ơn mọi người đã xem video.